Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả, không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác và sau đó không làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại việc Chúa cảnh báo các môn đệ về lối sống giả hình của các kinh sư và những người pha-ri-siêu khi người nói: không có cái gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có cái gì bí mật mà người ta sẽ không biết đến. Người sống giả hình là hạng người khéo đóng kịch để che đậy người khác khỏi biết bộ mặt thật của mình. Nhưng khéo léo giả hình đến mấy rồi cũng bị lộ ra. Chính vì vậy mà Chúa bảo chúng ta hãy sống thật với lòng mình. Đừng giả hình, giả danh, giả dạng, giả nhân, giả nghĩa, giả vờ, giả đò. Cho dù là giả gì đi chăng nữa thì tất cả đều là giả và không có thật. Đó là một chiến thuật đánh lừa người khác của kẻ sống giả dối. Sớm muộn rồi cũng bị bại lộ. Khi bị bại lộ, cái đổ vỡ đầu tiên là mất lòng tin nơi người khác. Thứ đến là mất ân sủng đối với Chúa. Do đó, ta hãy cố gắng sống thật với lòng mình, đừng sống giả hình hay che đậy trước mặt người đời. Khi sự thật được phơi bày thì chẳng lấy lại được lòng tin nơi người khác nữa. Tin mừng hôm nay, Chúa còn căn dặn chúng ta: đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì được nữa. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Ở trên đời, có nhiều thứ làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng chúng ta cần biết đâu là điều đáng sợ. Hôm nay, Chúa chỉ cho chúng ta hãy sợ đấng vừa giết được thân xác lại vừa có quyền ném vào hỏa ngục. Nếu ta muốn không bị ném vào hỏa ngục, ta phải cố gắng sống trung thực, đừng giả dối với Chúa hay với mọi người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống thật với lòng mình. Hãy cương quyết loại bỏ lối sống giả hình ra khỏi đời sống của chúng ta, để chúng ta biết sống thành thật với Chúa và với nhau. Amen.